Vài trăm triệu đồng cho một chiếc túi Clutch nam, cũng vài trăm triệu đồng cho một chiếc túi sách của nữ dành cho anh chị đặt tại Kỳ Lân Luxury. Tình yêu và tình cảm gắn kết giữa những cặp yêu nhau và những anh chị, những vợ chồng, anh chị khách hàng đã đến với Kỳ Lân đặt một cái túi cho nam và một túi cho nữ theo phong cách của anh và theo phong cách của chị. Anh thì thích một cái mẫu hoàn toàn là mẫu của Kylan Kỳ Lân Luxury này. Mẫu này là mẫu túi Clutch Kylan của Kỳ Lân Luxury, nhưng không để logo Vương Miện mà để logo của chính anh, tên anh. Và đây là kết quả thành phẩm. Còn đây anh dành tặng cho chị là chiếc túi theo sở thích của chị, khi chị sử dụng rất nhiều túi thương hiệu từ Chanel chính hãng và LV chính hãng. Sử dụng rất nhiều túi từ Chanel và LV rồi, và bây giờ chị muốn có một cái sự cá nhân hóa theo sở thích thương hiệu của chị bằng phong cách chị thích. Là Kỳ Lân à, em hãy tạo cho chị một cái túi là da cá như là của mấy túi Hermès chị hay dùng á, với lại LV, Chanel gì đó. Em chọn da nào đẹp nhất thì Kỳ Lân đã chọn ngay da cá từ nhà thuộc gia Pháp nổi tiếng, và nhà thuộc gia này chuyên cung cấp da cho hầu hết tất cả những công ty da thời trang nổi tiếng trên toàn cầu. Sau đó, một yêu cầu tiếp theo, chị muốn kết hợp trên cái quai cầm là của Chanel và cái logo là của LV, và đây là kết quả. Và tất cả những cái quai đeo này, cái logo này đều được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại bằng hồng Rogol ánh sáng bóng, kết hợp với những viên kim cương hột sòn thiên nhiên, tuyển chọn từng viên một với những thông số đồng nhất kích thước đồ sạch và tỷ lệ chia ổ chấu bằng máy móc chuyên nghiệp, kỹ thuật nhận hột chuyên sâu của thợ cao cấp, đồ cao cấp luxury của Kỳ Lân. Kết hợp nhiều yếu tố như vậy, cho dù là những viên kim cương tuyển chọn, nhưng nếu như kỹ thuật mà không cao cấp, kỹ thuật làm nguội cũng chưa tới, thì những cái viên kim cương cho dù mình chọn nó cũng không phát sáng một cách tối đa. Vì vậy khách hàng đã chọn Kỳ Lân bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về hàng cao cấp. Tuyển chọn không phải là hàng cao cấp sơ bồ mà là hàng cao cấp tuyển chọn. Tuyển chọn và tuyển chọn để tạo ra những sản phẩm để đủ đảm bảo được phong cách, phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc, đồ cao cấp một cách thăng hoa nhất đến với tất cả với khách hàng. Sự gắn kết khi xài chung với nhau theo phong cách và từng cùng loại da của nhà thuộc gia, và anh chị sẽ có được một bộ để đi cặp với nhau, tạo thành bộ đôi gắn kết tình cảm yêu thương. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.